tiếp tục thay đất nó ngày đất cũ. Đặc biệt cây hạnh này á thì nhà vườn nó trồng bằng cát, và về thì tôi chinh phải chọn cho dừa, xôi dừa cho cháu và đất thêm. Sáng thì tôi chinh cắt tỉa lá xong rồi phơi nắng hết mấy tiếng cái đất. Bây giờ này cũng trưa rồi. Đất cũ này thì tôi chinh đem đi phơi nó, phơi cho nó khô xong cái để một thời gian trộn lại vô đất thùng nữa. Tôi chinh cạo cái phần đất cũ ra của tôi, lúc tôi chinh thay đất thêm phân hồi lúc trước lần thứ nhất, thì hôm nay tôi chinh thay thêm lần thứ hai nữa. Cây tắc những rễ con nó rất là nhiều. Cái phần rễ rất là nhiều. Những cái phần rễ này tôi chinh cắt tỉa bớt. Rễ này rất là nhiều, rễ con của cây cái tắc, trái hạnh, cây hạnh. Tôi chinh chừa những cái cọng rễ to lại để nó tiếp tục nuôi dưỡng cái phần đất mới. Tôi chinh đã cắt tỉa rễ ra hết rồi, và chừa những cái này lại cái phần đất trong thân cây lại. Sau khi cắt tỉa rễ xong và phần đất cũ thì tôi chinh đem đi phơi nắng. Phần này thì tôi chinh đã trộn xong rồi, đất mới.
của Trinh đã trồng xong hai cây tắc, cây hạnh một cặp, thì tôi Trinh tưới nước nó. Mà hôm nay thì tôi Trinh không có bón phân để cho nó dài hôm ngươi ra sau, cho nó đất và cây rễ nó phát triển trời non. Lúc đó tôi Trinh mới xem coi như thế nào mới bón phân thêm. Lúc này thì chỉ cắt tỉa rễ và thay đất thôi. Hôm nay trời gió quá, không biết cho xem nó ra sao, cây nó mới thì nó hơi mất sức. Tôi Trinh sẽ đem vào một bóng mát bớt gió xuống để giữ cây cho nó khỏe lại trong một dòng thời gian. Cây hạnh tôi Trinh trồng xong rồi, tưới nước nó thấm đều xong rồi. Trồng xong rồi, tôi Trinh có sắc trà khô này, trà mình uống nước trà đó, sau khi mình chăm xong mình còn cái sắc này thì mình lấy mình rải lên trên những cái bề mặt mà những cây mình trồng đó, nó rất là tốt. Khi mình tưới nước nó giữ được độ ẩm và trời gió nó cũng ít có bay bụi. Vì cây hạnh, cây tắc này tôi Trinh đã cắt rễ nó bớt rồi, nó còn mất sức mà trái nó đang ra nữa, thì mình đắp những cái xác trà mình để sử dụng, mình uống nước trà xong rồi mình đắp lên bề mặt cho nó mát cái bên bề mặt đất. Trên sân thượng thì trời nó nóng khô nhanh lắm, giữ được độ ẩm được hơi lâu hơn. Hôm nay thì tôi Trinh thay đất, không chưa có thêm phân, để khoảng một tuần sau coi nó như thế nào tính sau nữa. Khi mình tưới nước thì độ ẩm nó giữ được độ ẩm.